ai cũng biết cái bàn này nó sẽ gọn nếu như mà mình chịu dọn nó. Nhưng mà chắc chắn là các bạn chưa biết, mình sẽ dọn cái bàn này vừa sạch, vừa gọn, vừa đẹp, vừa có thể sống ảo được luôn với Hyperwork. Ta-da! Petbor, cùng mình thử dọn cái bàn này với em này nha. Bây giờ tụi mình sẽ cùng nhau thử đập hộp và lắp em này ở đây nha. Gạt máy nhỏ này ra cái đã. Rồi, nằm xuống. Em này chắc khoảng 8 đến 10 kg lận á. Bạn nghe cái bụp. Bùm. Trong đây nó sẽ có mấy cái đồ phụ kiện như thế này nè. Mình tạm để nó một bên ha. Và đây sẽ là pet for của tụi mình. Trời, cái mé này ẩm ngoài nó không lên. Đây, và đây sẽ là petbor của tụi mình. Và em này thì bề rộng khoảng, có cái thước luôn nè, khoảng 42 á. Còn bề ngang này thì khoảng 52, dài hơn cả cái thước này luôn. Bây giờ thì tụi mình lắp vô thử nha. Bây giờ mình sẽ lật cái tấm petbor lên cho các bạn xem nha. Các bạn lưu ý thì ở đây tụi mình sẽ có một cái chữ là Hyperwork. Thì cái chữ này lúc nào cũng đứng thẳng á nha, thì nó mới đúng chiều. Bây giờ thì mình sẽ lắp cái chân vô nè. Lật em này lên thì mới lắp chân vào được. Bây giờ thì tụi mình sẽ lắp cái chân petbor vào trước nha. Và các bạn lưu ý là cái mặt này lúc nào nó cũng hướng lên hết. Xong các bạn nhẹ nhàng để nó vào đây nè. Đó, các bạn canh làm sao cho nó trùng với cái lỗ ở trên cái petbor. Rồi lúc nào tụi mình cũng sẽ được cho một cái con ốc như này. Và các bạn lưu ý là trong con ốc nó sẽ có một cái miếng đệm á, để hạn chế trầy xước, các bạn để nguyên nó vô đó nha. Bây giờ mình gắn vào, nhẹ nhàng xoay sở. Các bạn lưu ý là tụi mình cần hai con ốc thôi nha. Bây giờ mình sẽ xoay lại cho nó cứng hơn. Các bạn lưu ý là trong mỗi con ốc nó luôn có một cái miếng đệm như vậy, thì mình để nguyên, đừng có lấy ra nha. Ê, vậy là xong một chân rồi. Bây giờ tụi mình lắp luôn nốt cái chân còn lại là được. Chúng ta cứ làm tương tự như chân thứ nhất là được nha. Thành quả của tụi mình nè, thành quả đầu thôi. Bây giờ mình sẽ thử lắp em này vào bàn nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ lắp từng em phụ kiện này lên. Trước mắt thì tụi mình sẽ có một cái ly hình tròn. Để nó ở đây nha. Thật ra nó đơn giản lắm các bạn, nhưng mà tại mình vụng về á. Rồi, cái thứ hai thì chúng ta sẽ có hai cái hộp vuông như thế này để đựng những thứ linh tinh. Đó, để đây. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ để cái miếng dài này ở dưới đây. Rồi, còn lại những cái dụng cụ phụ kiện như thế này thì mình cứ treo lên đây ha. Mình được cho thêm mấy cái nam châm như thế này nè, để cho các bạn để ghi chú á. Giờ mình sẽ để nó lên đây. Tiếng nam châm lo-fi. Mình sẽ có thêm mấy cái móc máng đồ như này nữa, thì các bạn vẫn cứ để bình thường, để theo cảm tính á, để tâm linh vô. Ta-da! Vậy là xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ dùng ma thuật để biến hết một đống này lên trên đây, làm gọn góc làm việc của mình. Bum! Không biết là các bạn thấy cái góc làm việc của mình như thế này thì nó có xinh xắn và nó có dễ chịu hơn cái góc bừa bộn ban đầu hay không? Góc này nó sẽ xinh hơn nếu mà các bạn nào đó mà có thẩm mỹ một tí, các bạn sẽ treo đèn và các bạn sẽ làm nhiều cái bắt mắt hơn nữa. Và đây sẽ là một số cái ý kiến khách quan của mình về em petbor này. Đầu tiên, em này cực kỳ dễ dùng, có thể lắp đặt ở trên bàn nè, có thể lắp đặt ở trên tường. Chưa kể cái chất liệu của em này là bằng thép, những cái này là bằng thép. Đó, nghe tiếng nè. Còn phần còn lại những cái này nhỏ nhỏ thì làm bằng nhựa. Và thật sự thì một đứa mà vừa bánh bèo, vừa linh ta linh tinh, vừa hậu đậu như mình mà có thể lắp em này trong khoảng thời gian nhanh như vậy thì chắc chắn các bạn sẽ còn làm được tốt hơn mình nữa. Và cái ưu điểm thứ hai của em này đó chính là cái giá thành vừa phải. Còn em này thì hoàn toàn rất là rắn chắc luôn, cho nên là tụi mình có thể yên tâm khi để những cái đồ mà tụi mình thích ở trên đây. Và cái thứ ba nữa là em này có nhiều màu để cho các bạn lựa chọn, ngoại trừ màu trắng ra. Mình còn màu đỏ và màu đen. Thôi nặng quá.
theo như mình thấy á, đây là một cái sản phẩm cực kỳ lý tưởng cho những bạn nào mà đang làm những cái công việc về sáng tạo như tụi mình á. Tại vì tụi mình rất là thích những cái góc quay đẹp, những cái góc quay gọn gàng. Nó sẽ cho tụi mình nhiều cái cảm hứng hơn. Và chưa kể nếu các bạn là một người bình thường thôi, không có liên quan tới công việc sáng tạo nội dung, thì chắc chắn là một cái góc làm việc hoàn chỉnh, gọn gàng nó cũng khiến cho mình dễ chịu hơn mỗi khi mình chạy deadline nữa, đúng không? Và ngay giây phút này, nếu như mà các bạn thích em này thì có thể click vào đường link phía dưới để mua hàng nha. Còn ý kiến của các bạn về em này thì tụi mình đều ghi nhận ở phần comment phía dưới, có gì comment cho tụi tôi biết với nha. Và đừng quên like, share và subscribe kênh GVN. Mình hứa sẽ quay trở lại với nhiều video khác chỉnh chu hơn nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Ta-da. Xong rồi. Mình rồi tụi tôi là sao ta? Miền Tây, người miền Tây là sẽ nói tụi tôi. Tụi tôi là từ thông thương á. Vậy hả? Vậy mình có quay lại không?